quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Không nhớ sinh năm à? Ôi giời ơi, không nhớ sinh năm rồi. Chị khó vậy gì? Đấy, mấy anh em cơm ấy nhá. Sứ à, Hải đây. Đây anh cho Hải cái này này. Rồi, ăn đi. Rồi, một cây trà hay lát được rồi. Thế anh nhảy cao không? Cao lắm. Đấy, cô bác này, đây thì là những cái vết ong đốt của mày để lại này. Chỗ này thì sau này sẽ để lại vết sẹo luôn. Có đau không? Hả? Đau à? Sứ đẹp trai lắm nhờ. Bây giờ dây đẹp đấy. Đây này ai mua cho? Bà An Phạm. Bà An Phạm mua cho à? Ui, cái này là cái lưới lam à? Cháu được xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì nền nhà của em Sử đã được hoàn thiện mọi cái, là đào xong hết rồi cô bác. Và cháu Lực có trích tiền của các bác gửi cho cháu Lực. Và cháu Lực sẽ mua lên một con ngan là để một tí nữa sẽ ngồi ăn tại cái phần nền nó có mát này. Ăn ở cái phần nền mới luôn này. Thế bây giờ thì anh hộ em là làm một cái bếp nhá. Rồi, ok. Cái này là được rồi. Nồi cho vào là được. Nồi sợ tí nó nồi kia nó nhỏ quá anh. Bây giờ thì nền nhà thì cũng đã xong rồi. Anh có thể gửi một lời chào tới các bác ở trên kênh được không ạ? Rồi, ok. Cái này là cháu xin chào quý ông bà chứ các bác các cô. Cháu cũng đã làm tròn nhiệm vụ của cháu rồi. Giờ cháu cũng cảm ơn em Lực là còn gửi tới cháu là cũng mua ủng hộ cháu về đây để cho anh em ăn uống cái bữa hoàn thành hôm nay. Đấy rồi. Hãy Sử thì con đã lên. À, Lộc quay Sử. Sử ơi. Sử ơi. Vặt lông vặt ngan xong chưa? Chưa à? Đấy. À xong thì ấy lên đây nhá. Anh ở đây trên nhóm bếp đợi cho. Anh hộ em anh nhổ bếp đi nhá. Dùng cái bìa cắt tông đấy. Dùng bìa cắt tông đấy. Đấy, em Sử với lại em Hải với lại ông thì đang ở dưới nha. Với lại một số anh em mà nhận đào nền đấy các bác. Thì đang là nhiệm vụ là vặt lông... vặt lông gà với lại lông vịt thì mấy anh em sẽ lên trên này là để nhóm bếp trước. Và trong thời gian qua thì cháu Lực cũng xin được cảm ơn tới tất cả quý ông bà cô chú anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước đã cho cháu Lực một cái ý kiến để cháu Lực tiếp tục là đào cái phần nền nhà này cô bác. Anh em Sử thì cũng đã lên đây rồi. Ở dưới kia thì vặt lông xong chưa? Chưa. Cháu xin chào quý ông bà cô chú anh chị. Lấy dao đi đâu ấy? Mang về đây ạ. Mang về trên này rồi à? Chè quý nó bây giờ nó đi lên đây. Như cái video trước thì cháu Lực cũng đã chia sẻ với ông cô bác là ở phần bên kia thì nó sẽ dò nước là ra nhiều hơn để cô bác này. Ở bên này thì nó chỉ có dò một tí thôi. Đấy, cũng rất là may là nó không có bị chảy từ cái phần dưới tảng đá này lên này cô bác. Nó chỉ toàn chảy trên cái tảng đá này xuống thôi. Trước mà lúc mà đào nền mà gặp nước này này cô bác này thì cháu Lực cúng với em Sử thì hai anh em cũng khá là buồn, quyết định là sẽ không có đào cái phần nền đấy nữa. Nhưng mà cũng được là các bác mạnh thường quân thì cũng có bảo với cháu Lực và gửi tiền cho cháu Lực để mà cháu Lực đi thuê cái anh đào đất. Và cái anh đào đất thì cũng tạo công an việc làm cho bà con xung quanh ở đây là đào cái phần nền này xong là biết là cái nguồn nước nó là ra như thế nào rồi.
Hôm nay chỉ có ngan với lại gà thôi các bác, cũng chẳng có cái món gì thêm cả. Ngồi gì cháy được không anh? Cháy kìa. Hôm nay thì có các bác, có các chú lớn ở trên kia thì chắc là một tí hậu chớ đây anh nhỉ? Chắc là không. Hả? Các chú không uống rượu. Không rượu á? Ừ. Thế uống nước ngọt thôi. Nhưng mà rượu thì ai uống? Tí anh em mình. Ôi. Thế mấy chú có một hai chú uống mà. Đấy thì em bảo là hai mấy cái chú lớn lớn thì kìa. Đấy, em thì không có uống rượu em ấy. Thì có mấy chú lớn lớn như là nó uống. Ôi, sắp bị vụt tắt rồi. Có cái món rơi mua xanh cho mình nữa rồi. Cái nào? Con ra đi. Bây giờ thì sẽ chuẩn bị là luộc gà đây. Vừa rồi thì có mang cả bát nữa. Nhưng à, có hai con đứa rồi, hai đứa con rồi ấy. Cái gì ấy? Hả? Hai đứa con rồi ấy. Hai đứa con này à? Ôi, anh kia này thì có hai con rồi. Sinh năm bao nhiêu ấy? Sinh năm bao nhiêu ấy? Không nhớ sinh năm. Không nhớ sinh năm à? Ôi giời ơi, không nhớ sinh năm rồi. Các bạn biết hả? Hải thì cũng ra kia rồi. Bây giờ em cho ít muối vào đây này, sữa. Cho ít muối vào đây. Anh hóa thì cho giấy cho bà gái. Cho vào. Tao hả gái? Sao thật á? Sao thật á? Hôm nay thì có đi học không? À, hôm nay thì có đi học à? Đây. Mình chính đi để cho em ơi. Mình chính đi để cho. Đấy, mình để thôi. Đấy, hôm nay thì sẽ có ngan với lại thêm một con gà nữa cô bác. Đấy, bây giờ thì thanh niên, anh bảo nhá. Thanh niên đi hộ anh ra kia chặt là mấy cái tàu lá chuối ra đây nhá. Nhá. Đấy, xong rồi tí anh em mình giải, anh em mình ngồi đây. Nhá. Tao mà là bất cứ nên chỉ chậm. Ui, ta chỉ lâm được xem á. Mày là sáng. Lá chuối kia cho chặt không? Cho mà. Cho à? Ừ. Bây giờ thì Sứ, đi, ba thanh niên mình đi lấy đi. Ba anh em mình đi lấy đi. Đấy. Ba anh em đi lấy một chút lá chuối đó về để tí ăn giải mới có chỗ ăn được. Ừ. Tí anh em mình ngồi trên lá chuối nhá. Vâng. Cả thơm phải thêm thầm cho mấy thùng trao mà xử. Chạy e. Ừ. Đấy. Cao quá. Cao quá. Được mà. Nhà chú thì có nuôi lợn không? Nhà em á. Ờ, à đây là nhà em à? Không phải nhà em. Nhà bên kia à? Ừ. Hai Sử chạy lên trên xin chú đi. Xin chú nhá. Hả? Chú cho chứ. Chắc ăn lá thôi nhá. Lá thôi. Rồi, một cây trà hay lá được rồi. Thế anh nhảy cao không? Cao lắm. Sao mà, để chạy ép nào. Mà là cắt xay ra một cái. Khó quá, anh nhảy cao quá. Ừ. Để tí đã. Thế, anh kia đi lấy do về. Đi lấy dao à? Vâng. Cho tôi lông ạ. Nóng vết nhở? Vâng. Vừa nãy lên thì không có mua bạt lên nhở? Vâng. Với nhà có tấm bạt nào không nhở? Không có đâu. Không có đúng không? Anh đấy chứ ạ. Thì ăn kia vậy, ăn lại cha lại đi sau. Đi sau à? Vâng. Lấy nhiều nhiều một tí nhá. Vâng. Anh mang cái này đi trước nhá. Vâng. Đây dao này. Anh lúc đấy rồi. Hả? Anh lúc đấy rồi. Đi lấy dao về.
Đây chà. Thầy tết lại cứ nhớ khăn này. Đâu rồi? Ừ. Ta khá ắt lại cơ. Còn mất tặng là cái đó có tài sản luôn rồi. Được rồi. Vâng. Bây giờ thì giải ra nhá. Vâng. Anh đợi một tí nữa mấy anh em sẽ ngồi vào lá chuối này các bác này. Đấy. Hôm nay thì ông thiếu sót là mỗi bạt nên là tận dụng lại cái lá chuối này đấy, xử với hộ anh đi. Đấy. Đấy, vừa rồi thì xử với lại em kia thì đi lấy lá chuối về. Đấy. Đấy, giải đến đây đã, xong tí anh em mình giải sau. Ui. Đây. Đấy. Đấy, hôm nay thì hơn là chục người một tí thôi nhỉ. Đấy. Đây là mảy à. Mảy với mấy hôm nay đi đâu mà không nhìn thấy đấy. Ui rồi. Ui rồi. Đây này, cô bác này hôm nọ thì là cháu mày này bị ông đốt là nằm ở tới tận bệnh viện. Hôm nọ là mày là bị ông đốt nằm tới tận bệnh viện Hà Nội luôn. Nào chú xem nào, chú xem nào. Ôi rồi, giang thì mày. Hôm nọ là em ấy đi nằm ở tận bệnh viện Hà Nội này cô bác này. Đốt ngất hết cả da mà. Hôm qua thì mới về à? Hả? Về được 2 hôm à? Ôi dồi ôi, tay này cô bác này bị ống đốt này này. Đây thì là những cái vết ống đốt này cô bác này. Đấy cô bác này, đây thì là những cái vết ống đốt của mày để lại này. Chỗ này thì sau này sẽ để lại vết sẹo luôn. Có đau không? Hả? Đau à? Đau lắm à? Ôi dồi ôi. Đầu này, đầu thì cũng bị đốt nhiều này cô bác này. Đấy, hôm nay thì không biết là mày lên mai thì chắc là cháu Lực sẽ lên thăm bé mày một chút. Người này cũng bị à? Đây à? Ôi dồi ôi, đây này. Đây mấy cái chỗ này là cái chỗ mà đốt mà nghiêm trọng nhất này cô bác này. Hôm nọ thì đi xuống bệnh viện huyện, xong bệnh viện huyện thì không nhận được, không nhận. Và đến bệnh viện tỉnh, và bệnh viện tỉnh không được, xuống trung ương luôn. Trung ương thì ở tít Hà Nội kia. Chân này cũng bị à mày? À? Chân này cũng bị à? Đâu chú xem nào, đây chú bế xem nào. Ôi dồi ôi. Chú bé em nào. Còn đau nữa không? Đau à? Ôi thương, nhìn là bé rất là tội của bác, ông đốt rất là nhiều. À bé mày thì hầu như là cháu được lên thấy là bé ngoan nhất nhà luôn. Bố mẹ đi đâu rồi? Hả? Bố mẹ đi đâu rồi?
Hả? À? Bố mẹ đi đâu rồi? Mẹ đi đâu rồi? Hả? À? Em ấy không có trả lời luôn cô bác, chắc là vẫn còn đâu. À, ra đây ra kia ngồi nhá. Ra kia ngồi xong một tí ở đây ăn thịt gà nhá. Nhá, ăn thịt gà nhá. Đấy. Nào, bỏ dép đã, bỏ dép ra. Ôi giời, rất là tội cô bác ạ. Bé Bảy thì bé Mẩy thì rất là ngoan. Đấy, ra ngồi đây nhá, ngồi đây xong một tí là ngồi đây ăn thịt gà nhá. Nhá. Nhá, nhớ chưa? Rồi. Hôm nọ thì em đi với lại Mẩy à? Vâng. Rồi, này cô bác hôm qua thì cháu Lực cũng đưa Hải đi cắt tóc này, nhìn có vẻ là mặt sáng sủa luôn. Đúng là người ta bảo là cái răng cái tóc là gốc con người mà cô bác. Cắt hát xong là thay đổi luôn, nhìn rất là đẹp trai và rất đáng yêu luôn. Đấy, em Sử thì đang xấy là xôi chưa Sử ơi? Chưa. Chưa à? Hôm nay thì một cân gà, con ngan là gần 4 cân. Một con gà nữa là rơi vào tầm hơn 2 cân một chút cô bác. Sử đẹp trai lắm nhờ, đây giả dây đẹp đấy. Dây này ai mua cho? Bà An Phạm. Bà An Phạm mua cho à? Ui cái này là cái lưới lam à? Vâng. Ui, cắt cổ không? Không ạ. Đây là cô bác này đi ra ngoài mua thêm một cái miếng bạc nữa này. Cái này thì người ta làm thành hình thù là cái lưới lam, nó là miếng bạc. Hôm nay thì nguyên gà thôi nhờ. Đấy, ở dưới kia thì có mùa này thì hết mùa măng rồi cô bác ạ, nó lớn hết rồi. Hải với Sử thì đói chưa? Chưa à? Hôm nay thì có mấy người Sử nhỉ? Hôm nay thì có mấy người đào nền nhỉ? Có 6 người. 6 người à? Đấy, 6 người vị trí là mỗi người gần 1 cân, đấy, ăn gần 1 cân, cộng cả cháu Lực nữa với lại ông nữa, em Hải nữa. Chỗ này thì hơi có vẻ là nó không thoát cái hơi ra, thành ra là nó đen này. Đốt lửa này nó cũng phải là có kỹ năng thì nó mới mạnh được. Đấy. Sử thì bây giờ thì có còn sợ sệt về cái phần nền nhà của mình không? Không à? Đấy, được các bác tư vấn cho rất là nhiều và anh em mình đào rồi nó cũng đã phát hiện cái nguồn nước mà nó ra chảy bên kia khá là nhiều đúng không? Đấy, cứ yên tâm mà cứ an tâm. Sau này thì anh với anh Trình, hai anh em sẽ thiết kế cho là một cái ngôi nhà mà thật vững chắc nhá. Đấy, vừa rồi thì cháu Lực cũng cùng là mấy anh em là hết cái giờ đào nền xong cô bác là cũng đi bắt được một số con cá chép này cô bác này, đây là cá chép ruộng này. Ở đây mà nếu mà các bác mà gần thì gửi được những con cá chép ruộng này cho các bác thì rất là tuyệt luôn. Có con thì bị con thì chết rồi. Ôi, chết một con rồi Sử ơi, đây này. Xem là có con, có một con là to nhất hay sao ấy. Đấy, con này là to nhất này cô bác này. Đấy. Cá chép ruộng này thả được gần 3 tháng thì mới to được. Sử thì em Hải thì có vẻ là rất là em bé Mẩy thì rất là muốn chơi với anh Hải. Hầu như là lúc nào cháu Lực lên nếu mà có Mẩy ở nhà thì đều là cho em Hải là trông hết. Sử có thấy Hải cắt tóc xong nhìn khác không? Khác hơn đúng không? Đấy. Thôi thì bây giờ thì một tí nữa cháu Lực sẽ ghi hình sau cô bác. Bây giờ thì sẽ không có ghi hình nữa. Đấy, bây giờ thì cũng đã là gần xong rồi cô bác ạ. Vừa gà thì chín rồi, bây giờ còn là ngan nữa thôi. Ngan thì chắc là một lúc nữa, ngan thì sẽ lâu hơn. Đây cho em mượn đôi đũa nào. Chắc chín rồi đấy. Tí này ạ. Mấy anh em chiều nay lấy tiền không? Lấy tiền xuống đi. Chuẩn bị ăn thôi. Mấy anh em đào nền thì tất quanh khu này này cô bác. Xuống đi, đi đâu ơi. Nam áo ơi. Nam áo hồ chơi ơi.
Họ chơi vào hả? Ôi, về đi. Nhưng mà cho vào lá chuối luôn à? Đây bây giờ sẽ cho vào lấy một lá chuối riêng. Bây giờ em sẽ lấy một lá chuối riêng. Tí nữa anh em mình sẽ cho vào lá chuối luôn anh ạ. À, cho vào cái mâm đỏ đấy luôn. Vâng vâng, cho vào mâm đỏ luôn. Nhưng mà tí phải san ra làm san san mới ngồi được anh ạ. Anh hộ em chặt gà nhá. Mang dao đây, sửa dao đâu em. Lôi ra đi em ơi. Hả? Chắc chín rồi đấy, mang ra đi. Vâng anh. Anh lấy cái đấy cho em ơi. Nào mà chưa chín thì anh em mình lại bỏ sâu nhỉ. Ừ. Wow. Đấy. Đấy. Hôm nay thì quên mất là lấy hạt dổi lên cô bác ạ. À, cháu Lực thì cũng có thêm một chút hạt dổi nữa. Hôm nọ thì đi cùng các em đi ra chợ phiên các bác thì có thu mua được một chút hạt dổi nữa. Ông lên chưa? Chưa. Chưa à? À, thanh niên ơi, thanh niên trẻ tuổi nhất đi hộ ông là lấy nồi cơm lên đi. Không, thanh niên đấy, thanh niên trẻ trẻ đấy. Anh em mình cùng nhau mỗi người làm một việc cho nó ăn nhanh. Bây giờ thì cũng muộn rồi, gần 6 giờ đấy. Đấy. Xem có chỗ nào chưa chín thì bảo em nhé. Hải ơi. Kêu cá. Cá đấy. Mày không ăn đâu, mày tí ăn thịt gà nhá. Mày ôi à, mày tí nào gà nhá. Con gà là gọi như nào chứ? Hả? Gà cá à? Mặn quá, xử cho nhiều muối quá, mặn. Đây, thử cho. Thử kia. Cá, đây là cá chép ruộng rất là thơm các bác ạ. Bây giờ xử em bày bát ra nhá. Bày bát ra nhá. Còn chỗ nào đỏ không anh? Gà này nó là gà bảng, ăn đỏ mới ngon. Mới ngọt thịt. Ở đây thì có hai bạn nhỏ đấy nhỉ? Có hai bạn nhỏ đấy nhỉ? Đây thôi nhỉ? Hai cái đĩa à? Cái đĩa làm gì? Hả? Hai em này á? Lấy bát không được mà. Đấy, đây gì sẽ là canh có sứa hay có bát to không? Múc canh đi em ơi. Đấy, múc canh đi. Rất là thơm thịt gà quá. Ngan chưa được đúng không anh? À, anh xem miếng nào đỏ thì lấy đây, thử thử sữa. Đây. À. Thank you.
Ui, như kiểu là có tí tí mưa các bác ạ. Mấy chỗ nào còn đỏ anh? Chặt vào hết xong rồi vứt nhá. Chặt vào xong hết vứt nhá. Bây giờ thì mọi gái thì cũng đã chuẩn bị xong rồi các bác, là chuẩn bị là vào ăn cơm thôi. Đấy, các anh đào đất thì cũng ra kia ngồi hết ở đây thôi. Vất đi được chưa? Thôi từ từ đây. Mày cho nó. Có vẻ như sẽ khá là tối cô bác. Hiện tại thì bây giờ cũng đã gần 7 giờ tối rồi. Đây sẽ là bữa cơm đầu tiên mà ăn ở trên nền nhà của ba ông cháu cô bác. Đấy, đổ rồi ấy nhỉ. Tầm mấy chai đây em ạ? Đấy, hôm nay thì chỉ có là nguyên nước ngọt thôi cô bác. Như mấy anh này thì có uống rượu không? Không ạ. Có uống rượu không? Rượu đây nhá. Đây, thanh niên này bảo không uống rượu nhá. Đây, hôm nay thì là tổng kết đây cô bác. Thì cháu Lực cũng có mua lên là một chai rượu để cho các anh thợ với lại các cô các chú ở trên này là làm tí rượu. Có vẻ là bây giờ ai cũng đói đấy nhở. Mọi hôm bà con ở trên này ăn rất là sớm cô bác, là 5 giờ người ta đã ăn rồi. Được rồi anh ơi. Anh ơi. Làm 2 mâm đi. Hay làm 2 mâm đi. Đây, bát này này. Làm ấy, bát xoắn xoắn rồi ấy. Xoắn đấy bạn ạ. Bạn đang sắp bên sắp nào là thiếu không? Bây giờ thì anh sẽ hộ em trộn hết nhá. Xong là để vào dứa anh ạ, tại vì là cái này nó đã sạch rồi đấy. Mà anh có nói mẹ cắt. Sứ ơi, có cái lấy cái bát kia cho anh đi, anh múc canh nào. Hãy Sứ ơi, dậy bê canh vào đi em, bê canh vào trên kia đi. Lắng này sắp nào còn thiếu mà lắm anh em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đấy. Đây, mang kia một bát nữa đấy sữa ơi. Thôi không chặt nữa, đã được ấy rồi. Ấy Hải ơi, ra đây ăn cơm đi Hải. Bây giờ thì có vẻ là rất là tối cô bác. Bây giờ thì hiện tại là gần 7 giờ thôi. Ôi mâm bên kia có vẻ đông người hơn không? Hả? Vâng à. Nào. Nào. Đây. Đấy. Đấy rồi thì bây giờ sẽ là cùng các anh thợ và cùng các anh thợ và cùng mấy anh em là ăn cơm thôi cô bác ạ. Đấy, anh ngồi bên kia đi. Anh ngồi bên này cho. Ôi bên này có vẻ hơi ướt nhỉ. Anh ngồi xuống đi anh. Đấy. Đấy, còn bây giờ thì cháu Lực cũng xin được phép là mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cùng tất cả mấy anh em là ăn cơm của bác. Đấy rồi, bây giờ thì ăn cơm đi, cùng bà con là ăn cơm đi. Bên kia có nước ngọt chưa? Có rồi. Có rồi à? Đi ăn cơm đi nhá. Đấy, gắp thịt gà cho mày đi. Đây mày. Còn thiếu một bát đúng không? Bát của mày đâu rồi? Không có một bát à? Nâng để long chín mạng. Vẫn là để. Chị khó vậy chứ? Đấy, mấy anh em cơm ấy nhá. Sứ à, Hải đây. Đây anh cho Hải cái này này. Rồi, ăn đi. Đấy. Ông gắp chưa? Đi lên ăn sau anh ạ. Ăn chỗ này trông ngon nhỉ. Ngon hơn nhiều. Mấy anh em trên kia hết canh gì đây nhá. Có canh nhá. Gà này thì gà bảng với lại ngan bản. Ăn thịt nó rất là chắc và rất là ngon quá. Hôm nay thì lần đầu tiên ăn cơm ở nền nhà nhờ. Thế còn bây giờ thì chắc là mấy anh em cùng sẽ ăn cơm thôi các bác. Và cháu Lực sẽ không có tiếp tục là ghi hình tiếp nữa. Và trong thời gian qua thì cháu Lực cũng xin được thay mặt ba ông cháu là gửi lời cảm ơn tới tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị và mạnh thường quân trong và ngoài nước đã luôn luôn góp ý kiến cho cháu Lực và đã luôn luôn đồng hành cùng kênh Bản Em để được như ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì là xong cái phần nền nhà của các em rồi cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều ạ. Còn cái thức phim hôm nay thì cháu Lực xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác anh chị. Cháu Hải chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Cháu Sự chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị.